Kỳ nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 năm nay kéo dài trong 3 ngày là cơ hội để mọi người được gần gũi, sum vầy bên gia đình, nhớ về nguồn cội. Các điểm du lịch trong tỉnh cũng nhộn nhịp đón du khách đến tham quan trải nghiệm. Từ sáng sớm ngày 10 tháng 4 tức mùng 10 tháng 3 âm lịch, cán bộ, nhân viên công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đã tề tựu đông đủ sửa soạn lễ vật để dâng hương tưởng nhớ các vua hùng tại đền tưởng niệm trong khuôn viên công viên Đồng Xanh. Năm nay, do tình hình dịch COVID-19, công viên Đồng Xanh không mở cửa đón khách tham quan dịp lễ, song vẫn đón người dân đến dâng hương dâng hoa tại đền thờ Quốc Tổ. Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3, đối với tất cả những người con đất Việt, đó là một ngày lễ rất là trọng đại để cho tưởng nhớ lại các cái công lao dựng nước, bảo vệ nước của các bậc vua hùng. Thì đối với về phía công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên thì có một cái đơn vị là công viên Đồng Xanh. Đây Đồng Xanh thì chúng tôi cũng có xây dựng một đền hùng. Đối với ngoài những cái mục đích ý tưởng to lớn của dân tộc, chúng tôi cũng gửi gắm những cái tình cảm của những người dân Tây Nguyên nhớ về cội nguồn ngày 10 tháng 3, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương. Trong năm nay thì với những cái tình hình dịch bệnh khó khăn, mà chúng tôi hàng năm chúng tôi vẫn đến ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, chúng tôi vẫn mở cửa cho bà con nhân dân địa phương tới lễ viếng đền hùng. Đồng thời là phía công ty cũng làm những cái lễ theo đúng truyền thống để dâng hương tưởng nhớ các vị vua hùng, và cũng mong muốn một điều là trong tương lai thì tình hình dịch bệnh sẽ nhanh qua đi, và thứ hai đời sống của bà con nhân dân địa phương tại tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, giúp cho một phần cho ngành du lịch của tỉnh nhà được phát triển hơn. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày Dỗ Tổ mùng 10 tháng 3. Đạo lý uống nước nhớ nguồn là mạch nguồn luôn cuộn chảy trong mỗi thế hệ người Việt. Vì vậy, cùng với cả nước, người dân Gia Lai cũng bày tỏ niềm tự hào, tấm lòng thành kính hướng về Quốc Tổ. Thật ra thì tụi mình cũng luôn nhớ cái câu là dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày Dỗ Tổ 10 tháng 3. Mình thì bản thân là dâu Phú Thọ, nhưng mà mọi năm thì cũng rất muốn một lần được về ngoài Bắc để dâng hương vua hùng, nhưng mà do là vì cái điều kiện công tác không thể về được, cho nên là cứ hàng năm là cứ vào ngày này là tụi mình tổ chức xuống đây. Thứ nhất là để dâng hương, để tưởng nhớ lại công lao của các vua hùng đã có công dựng nước. Rồi một phần nữa là cũng để tham quan, rồi là nói chung là cũng kết nối với các anh em đồng hương ở Phú Thọ ở đây. Rồi là cứ hàng năm thì thông thường thì tụi mình cũng đến đây dâng hương xong rồi là về nhà cũng tổ chức những mâm cơm gặp mặt anh em đồng hương Phú Thọ để tạo cái sự gắn kết về tình cảm. Rồi là có những cái sự trao đổi trong giúp đỡ nhau trong cuộc sống với anh em xa quê đó, như vậy. Thời tiết trong suốt kỳ nghỉ Dỗ Tổ khá mát mẻ, thuận lợi để mọi người tổ chức các chuyến dã ngoại tham quan sau thời gian dài e ngại dịch chuyển vì COVID-19. Các điểm đến như thác Đội Ba, xã Bào Cạn, huyện Chư Prông, thác Võ, xã Tân An, huyện Đắk Pơ, thác Mơ, xã Gia Khai, huyện Gia Rai, khu du lịch Suối Đá 2, xã Chư Bá, thị xã Ayunpa cũng thu hút khá đông du khách. Ngắm nhìn từng cột nước từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa, tạm quên đi những ồn ào náo nhiệt của thành phố, mọi người hòa mình với thiên nhiên hoang sơ như một cách tiếp thêm năng lượng, sẵn sàng cho những ngày làm việc, học tập hiệu quả. Đây là ngày lễ, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương. Thì nói chung ra là cả đại gia đình, con cái rồi ở xa về xuống cho ở dưới thác Võ Sông Ba. Nói chung là gia đình tổ chức cái tiệc nhỏ nhỏ, con cháu rồi anh em rồi tập trung về chơi. Là biểu tượng của phố núi, trong suốt kỳ nghỉ lễ, khu du lịch biển hồ thành phố Pleiku luôn tấp nập khách đến chân hương trước tượng Phật Bà và tham quan ngắm cảnh. Hôm nay là mùng 10 tháng 3, tôi cùng gia đình chọn địa điểm biển hồ là nơi là điểm đến để dã ngoại. Vì nơi đây là không khí thì trong lành, và thiên nhiên thì rất là đẹp, và muốn cho những đứa trẻ của gia đình chúng tôi gần gũi với thiên nhiên, và các cháu được có một ngày chơi thật là thoải mái.